trở lại với channel của mình. Hôm nay mình làm cái clip này để thật ra là để cảm ơn cái channel đã ủng hộ kênh của mình và đã giúp quảng bá kênh của mình đến cho các bạn cùng biết, và cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ kênh của mình từ lúc chỉ có 9 người đăng ký cho tới bây giờ, đó là 3.292 người rồi. Sự rất là vui luôn. Lần đầu tiên mình cảm thấy vui như vậy, nghĩ là quá lắm thì cũng được vài trăm người sau đó, nhưng mà không ngờ các bạn lại ủng hộ mình đến như vậy, mình cảm thấy sự rất là hạnh phúc. Các bạn nhớ ủng hộ mình thật nhiều nha. Muốn chia sẻ với các bạn một điều là dạo này kênh của mình ít ra video tại vì dụng cụ còn rất là thô sơ và nhiều bạn nói là giọng nó hơi nhỏ. Video trước mình làm thì giọng nói nó rất là nhỏ nên các bạn nói là mình thấy nói to lên, nhưng mà thật sự là như là cái điện thoại của mình nó không thể bắt âm được nhiều hay sao á, mình cũng chả biết nữa. Nên mình đã đặt một cái mic thu âm ở Lazada, mình sẽ cố gắng làm những video tốt hơn khi có mic thu âm đó. Nên dạo gần đây khoảng cũng 3-4 ngày rồi mình chưa ra video nào hết, nên mong các bạn thông cảm nha. Và nhớ đừng bỏ rơi kênh của mình nha. Mình rất cảm ơn và rất là biết ơn luôn tới những bạn đã ủng hộ kênh của mình trong thời gian qua. Xin chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nhờ có mọi người mà mình có động lực để làm những video khác. Nói chung thì khi mình bắt đầu làm những video thì cũng có nhiều người nói là làm xạm xí này kia, nhưng mà thì mình chỉ muốn làm video cho các bạn xem cho vui thôi. Nên mong các bạn nhớ ủng hộ cho kênh của Hiếu Lâm Channel của mình ngày càng phát triển càng mạnh nha. Sau khi có đầy đủ dụng cụ để quay phim rồi thì mình sẽ cố gắng làm những video sau thật là hay hơn. Các bạn nhớ xem và ủng hộ video của mình nha. Thôi mình nói tới đây mình hết biết nói gì nữa rồi. Đừng quên like, share, subscribe kênh của mình nha. Và đừng quên ủng hộ kênh của mình đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn xem video vui vẻ.